Khắc cốt ghi tâm, ba lời không nói, ba việc không làm, ba người không kết giao. Trong cuộc sống, trong giao tiếp giữa người với người, nhất định hãy nhớ kỹ ba lời không nên nói, ba việc không nên làm và ba loại người không nên kết giao. Ba lời không nói. Một, những lời bóc mẽ khuyết điểm của người. Làm người, ai ai cũng có khuyết điểm, ai ai cũng khó tránh khỏi đôi lần mắc lỗi. Những lỗi lầm hay khuyết điểm ấy, dẫu lớn nhỏ thế nào, cũng cần được cảm thông và dung thứ. Bởi vậy khi nói chuyện, cần phải tinh tế, không nên lấy lòng dạ ngay thẳng, làm cái cớ để không còn giữ mồm giữ miệng. Dù là người thẳng thắn thật thà, cũng không nên bóc trần khuyết điểm của người khác. Trong bất kể trường hợp nào, nói chuyện mà không để tâm đến cảm xúc của đối phương sẽ rất dễ khiến người ta bị dồn vào chân tường mà không có đường lui. 2. Những lời thổi phồng bản thân. Được người khác khen ngợi, đó gọi là danh tiếng, còn tự mình khen ngợi, đó gọi là khoe khoang. Một người không chút lý trí, lải nhải không thôi, sẽ trở nên tầm thường thiển cận, thiếu hàm dưỡng và cũng không được hoan nghênh. Dù chúng ta thật sự có tài năng thì cũng không cần phải nói lời khoác lác. Người khác tự nhiên sẽ biết được năng lực và ưu điểm của mình. Vậy nên, những lời thổi phồng bản thân tốt nhất là đừng nên nói. 3. Những lời vô bổ không có giá trị. Thay vì nói lời vô ích, chi bằng nói lời chuẩn mực. Thay vì nói nhiều mà vô nghĩa, chi bằng nói ít mà trúng vào trọng tâm. 3. Việc không làm. 1. Những chuyện tự rước phiền não. Không nên so sánh bản thân với người khác. Có câu nói rằng, so sánh với người, tự mình tức chết. So đi so lại, bản thân cuối cùng được gì đây? Nếu như thật sự phải so sánh, thì hãy nhìn lại chính bản thân mình, đối chiếu với ngày hôm qua, thì bản thân mình của ngày hôm nay có vui vẻ hơn không? Hạnh phúc hơn không? Nếu câu trả lời là không, đó mới chính là điều cần phải so sánh. 2. Những chuyện thay đổi người khác. Mỗi người đều có thói quen và cách sống của riêng mình. Không có điều gì đúng sai tuyệt đối, cũng không có ai là toàn diện cả. Thay vì thay đổi người khác, chi bằng thay đổi chính mình. Thật ra, bản thân bạn mới chính là người cần thay đổi để luôn hoàn thiện hơn. Thay vì chỉ trích người khác, giận dỗi người khác, đòi hỏi người khác phải thay đổi theo mong muốn của ta, chi bằng hãy chung sống hòa thuận, dĩ hòa vi quý, mọi mâu thuẫn lớn nhỏ đều không để trong tâm. Vạn sự vạn vật, bởi có cao có thấp, có lớn có nhỏ, có đen có trắng, có xấu có tốt mới tạo nên sắc màu của cuộc sống. Chấp nhận người khác cũng là chấp nhận sự phong phú của đất trời, đồng thời còn giúp nội tâm an hòa tĩnh lặng hơn. 3. Những chuyện ham chiếm tiện nghi. Nói đến lợi ích, có những thứ rất bề mặt, ai ai cũng nhìn thấy được, nhưng lại có những thứ rất ẩn hình, tưởng là phúc đấy, thực ra lại là họa, tưởng là lợi đấy, thực ra lại thiệt thòi nhiều hơn. Bởi vậy, chỉ có người dại mới ham chiếm tiện nghi, tranh tranh đấu đấu, tìm cách vơ lợi ích về mình. Họ tưởng rằng đó là khôn ngoan, nhưng cuối cùng lại khiến bản thân phải chịu thiệt nhiều hơn. Ngược lại, người khôn sẽ không vì cái lợi trước mắt mà chiếm đoạt tiện nghi bất chấp. Họ hiểu rõ đạo lý nhân quả, muốn được thì phải biết phó xuất. Trên đời không có của trời cho, vậy nên họ sẵn sàng chịu thiệt, nhường cho một bước để thấy biển rộng trời cao. Kỳ thực, chịu thiệt chính là phúc. Có những lúc chịu thiệt mới có thể nhận được phúc báo sau này. Nói đi nói lại cũng chính là muốn nhận được hồi báo
thì phải học cách cho đi. Ba loại người không kết giao: một, người hờ hững vô tình; một, người ngay đến cả thân nhân của mình cũng không muốn quan tâm, vậy làm sao có thể yêu mến bạn bè, yêu mến người khác được đây? Những người hờ hững vô tình, lòng dạ sắt đá, lạnh lùng băng giá, kiểu người như vậy tuyệt đối đừng kết giao. Nếu muốn kết giao thì hãy kết giao với những người coi trọng tình cảm, hiếu thảo với cha mẹ, thuận hòa với anh em, chân thành với bạn bè. Những người coi trọng tình thân, quý trọng tình bạn mới thực sự đáng để kết giao. 2. Người hám lợi. Trên thế giới luôn có kiểu người chỉ biết đến lợi ích. Trong tâm của họ, ích lợi luôn vượt trên tất thảy. Loại người như vậy sẽ chỉ biết lợi dụng người khác, thậm chí vì lợi ích mà sẵn sàng bán đứng cả thân nhân bạn bè. Trong cuộc sống, nếu giao du với loại người này, bạn sẽ mãi là đối tượng bị bòn rút, là vật trong túi bị đem ra để trao đổi, mua bán. Đương nhiên, họ cũng biết phó xuất, nhưng phó xuất của họ chỉ là quân cờ để nhận được lợi ích lớn hơn, thu lợi nhiều hơn từ người khác. Loại người này đương nhiên không thể kết giao rồi. 3. Người không giữ lời. Khổng Tử nói, nhân vi vô tín, bất chi kỳ khả dã, nghĩa là người không có chữ tín sẽ chẳng làm chi nên việc. Chính là nói, con người phải coi trọng lời hứa, nói sao làm vậy, đã mở miệng là phải giữ lời, không thể lúc thì thế này, lúc lại thế khác, sẽ khiến đối phương rơi vào tình thế khó xử. Trong cuộc sống, giao du với người nói mà không giữ lời, thật đúng là ác mộng. Ôm giữ hy vọng với người không xem trọng lời hứa, quả thật là phí hoài thời gian. Họ cứ biến đổi liên tục, chuyện nói buổi trưa, buổi chiều đã đổi khác, chuyện được quyết định ngày hôm qua, hôm nay đã trở thành đống giấy vụn. Bạn bè quý ở sự chân thành, người có khuyết điểm đều có thể thông cảm được, nhưng nói mà không giữ lời sẽ khiến người ta không biết được câu nào là thật, câu nào là giả. Với người như vậy, cho dù bạn vẫn tỏ lòng kính trọng, nhưng không nên gần gũi, bởi ai ai cũng không thể phí hoài đi nghe lời nói suông mà không bao giờ được thực hiện. Im lặng, sức mạnh và sự lạnh lùng. Im lặng thực sự có sức mạnh vĩ đại, xua đi hận thù, bất bình, oán hận. Người xưa nói, im lặng là vàng, tuy nhiên im lặng cũng có thể là tiếp tay cho tội ác, thừa nhận cái ác, khiến người tốt phải chịu khổ. Vậy chúng ta nên im lặng như thế nào? Khi nào thì chúng ta nên im lặng? Đó là khi chúng ta cần nhìn lại bản thân mình. Ví như khi bị xem nhẹ, bạn đừng nên nói lời oán hận. Khi bị nhục mạ, bạn đừng nên nói lời sằng bậy vô nghĩa. Khi được khen ngợi, bạn đừng nên hoan hỉ mà phải nói lời ngạo mạn. Còn khi người khác có gì vui, hãy chú ý tới tâm ghen tị của mình mà tránh rêu rao lời đồn đại. Gặp những điều ấy thì đúng là chúng ta nên im lặng. Tại sao vậy? Vì mọi việc đều có nguyên nhân của nó, và điều đáng quý nhất của con người là biết tự nhìn lại bản thân mình để trở thành một người tốt hơn. Nếu bạn oán giận người xem nhẹ mình, chẳng phải là tấm lòng bạn cũng chẳng hề rộng rãi. Nếu bạn cãi nhau với người ta, chẳng phải bạn đang đặt mình ngang với họ. Gặp chuyện không vui trong cuộc đời chưa hẳn đã là việc không tốt, vì bạn đã có được cơ hội tự hoàn thiện bản thân mình. Im lặng chính là lúc bạn cảm nhận nhiều hơn về các sự việc, hiểu rõ nguyên nhân kết quả, nhìn rõ những gì bản thân làm chưa tốt. Im lặng cũng là cách để bạn thể hiện cảm xúc của mình với người đối diện, khiến sự xao động trở nên bình tĩnh, khiến những cảm xúc tiêu cực chợt mất hút chẳng còn. Nhà hiền triết Socrates từng thừa nhận rằng, tôi không biết gì cả, đó là điều tôi biết rất rõ. Ấy là vì tri thức tựa như biển rộng, còn những điều chúng ta biết
chỉ là một giọt nước trong đại dương. Người ta chỉ nên nói về những điều mình biết rõ và giữ thái độ cởi mở, im lặng, tôn trọng, lắng nghe đối với những thứ bản thân chưa được tiếp xúc hoặc còn mơ hồ. Nếu như bạn nhất thiết cho rằng quan điểm của mình chẳng hề có chỗ sai sót, thì chẳng phải bạn đã trực tiếp đóng cánh cửa tri thức lại hay sao? Im lặng cũng cho con người ta cơ hội suy ngẫm, nhờ đó mà có được những kiệt tác, sự cao thượng, hiểu biết, trưởng thành, hồi tâm, giác ngộ. Văn hào Weyer từng nói, tài năng được nuôi dưỡng trong cô tịch, còn trí khí được tạo bởi những cơn sóng dữ của dông tố cuộc đời. Thấy người khác trầm tư mặc tưởng thì đừng phá khoảng riêng của họ, vì sự im lặng lúc đó thực sự cần thiết và có ý nghĩa. Nhưng im lặng không có nghĩa là không nói gì khi ai đó đang trò chuyện với bạn. Im lặng không có nghĩa là thụ động, dửng dưng với mọi thứ xung quanh. Im lặng không đúng cách cũng sẽ làm cho người ta nghi ngờ lẫn nhau, khiến lòng tin giữa người đối với người giảm sút. Im lặng cũng không có nghĩa là hèn nhát trước cái ác, sợ bị tai bay vạ gió, sợ bị liên lụy đến lợi ích bản thân mình mà không dám nói lời công đạo. Martin Luther King đã từng nói, sự bất công ở bất cứ nơi đâu là mối đe dọa cho công lý ở khắp mọi nơi. Nhưng mấy ai là hiểu được lời nói đó? Nếu im lặng vì lợi ích bản thân thì chính là đang tiếp thêm sức mạnh cho cái ác. Lẽ ở đời tiếp sức cho cái ác sẽ quay lại làm hại bạn. Trong cuốn Tận Tâm, Mạnh Tử viết, điều con người không học mà biết đó là lương năng, điều không nghĩ mà biết đó là lương tri. Không nghĩ ở đây không phải là không suy xét gì, mà ý Mạnh Tử là lương tri không phải thứ chịu ảnh hưởng của những suy nghĩ ích kỷ, bảo vệ bản thân, cũng không chịu ảnh hưởng của những quan niệm đắn đo này khác. Thấy chết mà không cứu, thấy điều nhiễu nhương mà im lặng, thấy tội ác mà tỏ ý nghi ngờ, ấy không phải là lương tri vậy. Im lặng là sức mạnh hay sự lạnh lùng, điều đó phải tùy theo lương tri mà xét đoán.